Rồi nay về quê ngoại tác nghiệp nữa bạn ơi. Hồi ngộ lại Hảo 100 mà số 1 nằm giữa. Tối nay thì anh em khởi động nhẹ trước khi đi thăm lú bạn. Chiều mình xuống trễ này chắc không thăm lú hả? Lú. Phải là sớm sớm chút ngon tại mình kẹt chuyện mà. Cá lóc nè. Thấy nồi cháo cái muốn bệnh luôn, gù biển nè. Chè vàng nè, nó về giờ về xứ ruộng ăn mấy này không bạn ơi. Lương nè. Quá đã luôn. Tối này thăm mới giữ với lại sáng mai thăm 12 cái ngục với lại đó ghê chưa cá chi dạng mà. Nồi cháo này cá nhiều hơn cháo cá rô biển này hết biết không khủng bố rồi kiểu này tối này đi không nổi luôn nên lại khuya cũng thăm chắc khoảng 1-2 giờ quá trời giật bọt ghê chưa ăn này tối lội dữ à lóc cá lóc là bự quá lửa luôn khoái nhất là hai cái rô biển rồi. Hai con này mà đem khô khô cũng đã nữa. Cặp cái rô tròn quay vô mập lù không thứ nào chịu nổi chuyến này xuống đây dắt theo cha vợ bạn cho ông lội bỏ vợ bên nhà chuyến này hai cha con mình trốn vợ đi luôn rồi trời trốn vợ luôn chuyến này là trốn thiệt luôn á nha này nấu cũng muốn chín hết biết thiệt chứ xứ này khoái nghe có cái chơi dạng là cái gô chảnh này đâu có quá đã giật bọt cái cài cháo cũng nở dữ rồi chín này vớt cái không chín này vớt vớt ra đây nó gã đó nồi cháo giấc này có khác hơn so với nãy xanh xanh đỏ đỏ vàng vàng như nè thơm hết biết gì mấy gù biển thôi 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 luôn con cá mì chinh nữa nè cá của mình nữa nè cú nu luôn thèm chảy nước miếng neo đuổi bám neo tới luôn lên tới nồi cháo luôn chạy về tới đây của mì chinh cũng bám ra luôn con xứ này mà dinh cũng nhiều lắm tại nước này nó dơ không ít nữa không gà cá sông ngán rồi giờ hai cha con mình đi quần cá đồng mà ăn ở cá ruộng không gà săn cá cũng được ăn giết ngán ngán cá ngán cá dồ không được hơn đừng khè tôi nữa dữ tới cá luôn mà cháo cá nhiều hơn cháo luôn chứ phải chơi nó gù đó nó gù đồng nhai luôn xương luôn. Mềm ăn này tối chắc lội không nổi thiệt quá này ăn ăn uống lành mạnh nha bạn không có nhậu nha hết biết cái dĩa đó rồi mấy cái dây vàng thịt hết biết bữa đem mấy cá gô đặc khóm thăm sợi di ăn trầu đá tóp muối mặn mặn chiên tóp chiên xù cá nó chuối hết rồi đó hết rồi mầm cá phải mò chứ cá này không biết làm mặt các bạn ơi bỏ cá nhỏ trên không mà giấu mấy cá bự trơn rồi cá bự khôn quá chuối trơn rồi rồi chiến đấu thôi khởi động khởi động khởi động cho chương trình tối nay cháo nhìn thấy ngon lành luôn khối nghi nút luôn lạnh lạnh húp vô cái sướng thứ nào chưa nổi luôn rồi chào bạn nha bắt đầu chiến dịch tàn sát các kiểu bạn ơi cha mình bơi sau lưng bơi xuồng tại giấc này tính về nhà ngồi ngồi đợi đợi thăm lú đợi tân khuya thăm lú luôn nhưng mà ngứa nghề ngứa tay ngứa chân quá ngủ không được nên giờ đi soi soi đêm có vũ khí nè qua chơi đâu đi soi có tổ chức á vũ khí này cũng cổ dữ đó, súng chĩa bạn soi con gì thì dính nào xạo đó đi chứ không biết con gì nha giờ trên đường đang bơi lên ruộng đang đợi tối thăm lú về luôn chắc này cha anh bơi sau lưng đó.
bơi hai xuồng mặn xuồng đó sáng chở cá thăm lú về. Tính vậy đó, thiệt cá dữ lắm cá, nghe nói thôi nghe, tối nay cho bạn trải nghiệm tận mắt. Rồi, các bạn theo dõi nha. Giờ mời bạn đi soi chuột thôi, ủa lộn, đi soi đủ thứ. Ngay là chơi trải nghiệm là thâu đêm suốt sáng luôn, bắt đầu mà đó, mấy cái này sáng thầm nè đó, 12 cơ ngục nhiều lắm, trên ruộng nữa, dưới sông đầy đủ. Nay chơi thâu đêm suốt sáng bữa rồi thu hoạch được những gì nha bạn. Lâu lâu trở về ruộng quậy bữa cho đã. Giờ mình tắt máy bạn ơi, nào có hàng dính thì mới bắt lên. Như để bắt máy kiểu này là không dính con gì luôn. Như gặp cái miệng mình trốn chân rồi. Không đủ gì nữa. Như con nằm trên đây phải không? Xuống dưới đó hả? Chục cơm chập bá luôn, bự lắm. Giọt lên lên đọt luôn á. Khôn quá. Chắc lên đọt. Chạy qua cái khác liền quá trời liền. Đó rồi. Trời trời, con gì rắn dữ vậy? Chạy vô trong rồi. Này kiếm mấy cây nè, cu ki chứ cái lùm lùm này khó, nó chạy liền. Phát hiện có mồi. Làm sao làm nha. Nó chui vô lùm rồi. Thấy ấy là tính ăn sao được. Làm miếng cà phê để cho thơm gâu lấy tinh thần. Giờ dắt này tới vô điểm. Vô mấy bạn ơi. Vô. Phê trà đường đầy đủ. Dắt này tới địa điểm chiến đấu rồi. Còn làm miếng coi. Vô bạn ơi. Tới đắng luôn. Rồi bắt đầu chiến đấu hành quân. Bạn về ruộng mà nghe âm thanh nào. Âm thanh này thấy gì đâu phải dễ kiếm đâu. Ớt ớt ớt. Ớt tẩm. Tối nay đi chọc chuột chứ chọc ớt chứ săn cái gì. Gặp con nào là chạy con đó. Không mấy mé này hồi có ớt á. Nó nói cho cũng im lặng khi mới làm nồi cháo bạn ơi. Quậy quá. Có hàng, có hàng bạn ơi. Bự không? Đi bờ kinh nhỏ là dễ ăn à. Được. Con đầu tiên. Dính chuột rồi với người ta rồi chứ. Dục cái mũi xuồng luôn đi. Chuột lứa. Đi đường này luôn hả vậy? Đường nhỏ nhỏ gì có dễ ăn đó. Rồi đem chuột nó về nướng.
làm muối ớt mặn mặn chút. Đâu có đây nè. Đốt bây giờ nướng chuột cái nhậu nó sáng hết luôn á. Nướng mà nướng chùi nướng trộn vậy đó nha. Để nó dòm với đâu dám ăn. Đây nè, lũ, luôn đi. Lũ này lũ của người ta, lũ này lũ tặc à, mệt à. Giờ đi tôi đi thăm lú, gặp lú không? Thăm lú. Tôi quánh không có đừng ra luôn. Nhà bộ mình khui 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 nhá nhẹ nhá nhẹ cái coi. Ừ, ốc không mà mua. Ốc không mà có mấy cái sặc à. Không, không phải con ốc đẻ trứng màu đỏ không phải bu vàng. Đúng rồi, đẻ trứng màu đỏ. Nuôi cá không có chữ cắm vào, mình vào thoải mái, ta để nuôi cá thôi là ta biết. Ta nói là khu này nuôi cá là nhiều cá đó. Lúa này là tự mọc luôn, tự mọc và tự lớn rồi tự chín luôn, lúa không phân thuốc, lúa sạch. Cộng 200 kg là bình thường rồi. Có à? Cái bông lúa này nó trúng hơn cái bông lúa xạ nữa nè. Rất tiếc thiệt, nặng chịu luôn á. Bao sạch, giờ cắt bán đi, ký 200 đó. Không, cắt về dự trữ, bông nặng ghê luôn, dự trữ ăn từ từ. Ở gần là xuống con cắt liền, không nấu vậy. Ở gần là cắt liền. Xuống này với cá ngon, ngon dài dữ lắm, dài. Nó vậy chứ cắt bụi là nhiều lắm á. Thứ thứ này lại nắm chùm nè, cắt chút xíu mà. Nhóc luôn. Này khỏi lựa, sạch trơn. Mà này ít 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 mạ nữa. Ít gà nữa. Tình hình là bất ổn mà bạn ơi. Giờ đợi tiến tới địa điểm thăm lú luôn rồi. Rồi ngồi cục phê pháo nó dốc chút xíu rồi đợi hồi tới nước thăm luôn. Nó gần sáng thăm nha bạn. Tại đây người ta đặt rồi ta để gần sáng vậy đó. Khoảng 1-2 giờ người ta thăm. Thăm xong rồi tới sáng là vừa buổi chợ sáng luôn à. Lên bán luôn. Chứ tình hình đi săn rồi bỏ thua rồi. Được có con chuột à. Bỏ tay thì đi chơi gì, đi phá gì, đi giết thời gian. Nằm nhà đợi thì nó lâu. Ngủ một chút xíu cũng mất công thôi. Lỡ rồi. Đi dạo dạo luôn. Dạo đêm. Giờ chờ đợi hồi nữa bắt đầu thăm lú nha bạn. Lúc đó hai trò tôi đi. Không, không cho là nó phá. Nó phá. Nó nhỏ nhổ qua chuồng vịt mình luôn. Sao đít rồi ha. Rồi giấc này bắt đầu thăm lú. Tưới ruộng. Ổng làm gì em đứng mà ổng cười cười mà lần tốt 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 tốt. Thăm lú bạn ơi. Thấy nhà bà cũng bình thường có đâu. 12 giờ khuya. Đúng 12 giờ khuya chưa? Chừng nào đồng hồ không báo thức 12 giờ khuya. Chiều. À, chiều đi bơi cùng theo hả vậy? Bơi theo chứ. Đập lại, xuồng nó mới qua lại đi. Ừ. Bỏ đại được không? Được. Chiều bơi xuồng theo, ổ bơi xuồng lên ruộng xong về bỏ xuồng quên cột. Tới đâu gần 8 giờ xuống cái xuồng trời đâu muốn tới ngay từ chùa. Thằng chạy đi kiếm muốn chết. Tính đâu là xong luôn rồi. Tôi là rồi đó. Tính là xong phim rồi. Tính là xong phim rồi phải không? Ai về còn thôi. Mãi mà kiểu nó là trôi bèo gì cũng cỡ giờ 3 cây số. Không, cái đó ta vòng đi luôn rồi chứ đâu có trôi. Đây nè, cái xuồng nào đó cũng bị ta vòng rồi đó đi kiếm. Đi chợ mua đó. Lên chợ mua mua. Nó hút cái xuồng nó bị cháy. Phát đầu tiên. Thôi đúng kêu
Biết đâu được. Cái đầu tiên làm nhẹ nhẹ thôi, mạnh quá đâu ngon. Từ từ. Từ từ. Từ từ nó mới mạnh sao? Từ từ nó mới lên đô. Đặt này chứ cực dữ dằn đó mà. Thức khuya thức đêm. Này đặt là lúc hồi sáng lúc khoảng 8-9 giờ anh. 8-9 giờ rồi xong rồi đợi tới 12 giờ khuya thăm mà thăm mà vừa tới chợ sáng luôn đó bạn. Khui. Cái này nãy khui hé hé rồi. Đó 12 giờ khuya rồi đó, đúng rồi đó. Tắt nút trắng ở trên đó. Đúng 12 giờ khuya luôn. Ờ. Mày tắt tầm bậy là nó đòn hoài đó, tới hồi đòn nữa. Các gô sặc ruộng gô sặc lóc chê đầy đủ. Ừ, cái màu bỏ sao cá gô lấy bỏ cho máy đi, còn cá lóc mình lấy cái túi mình bỏ cá lóc cá chê rồi đó này lẹ đổ một cái lẹ đổ sợi dây nha. Hơn nửa ký nửa cá bự riêng cá nhỏ riêng lóc riêng chê riêng chốt riêng chuột riêng. Chết không nhiều đâu. À, ít ruộng là ít chết. Hai miếng ruộng lỡ phải không? Lỡ bỏ mẹ luôn. Ôi cá bò bỏ cái đi. Cái gì? Cá thịt. À, 3 cái gì cá nồi hả? Cá nồi đi. Bỏ lỡ mà đi vô. Gì đó. Có gì để nguyên luôn. Rô đó là ngon. Mặn mới được, không mặn đắng ngắt. Không, không có mặn. Cá rô này này. Này đặt mà từ xa nghe đúng 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 sộn 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 nhảy chạch 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 ha. Vậy mới sướng. Này thường ruộng lúa bằng lúa chét nè, ta làm cái chục cho mà đặt cái bao dây. Cái đây có ký rồi, bao dây. Không tới, tính ốc luôn á. Lấy cái bao đà rồi đựng ốc. Bỏ qua xô đi. Cái xô đổ vô ba. Trời ơi, bu vàng con nào con nấy khổng lồ không. Bao dây đặt các bạn thấy thiên la địa võng trong cái khu này. Ngảo nó nói tối nay quay YouTube đồ ngon rồi con đi ngồi đi. Chiều nó khóc coi nóng lạnh luôn. Sao con đi chứ. Mày đi đâu rồi giờ. Nửa đi hôm nữa hôm này nít theo chịu nổi. Ăn ngày đi đặt bữa nay tiếp trời ơi nó khóc nên chứ anh Sáu ngồi cười không thứ gặp quá nách mà gặp nước này phóng thôi đùng đùng bảo chỗ đó không dí mà góc này góc đó là bao. Chạy đi đâu cho khót này bao mà bao khu vực mà đồng này đồng mới bạn phải chơi nào chục nhiều á. Còn mấy cánh đồng cuối á, gom lên đó mày giữ nè. Dạ. Này mới khai quả đầu tiên. Khai quả đầu tiên là gì rồi? Không trúng ngổ hả? Chưa biết. Chưa. Nằm đằng kia kìa. Sạch gần lóc bu vàng hết ốc ăn ngon lắm đó tại mình ở đây ít ăn với dân thành phố ốc bu vàng thôi mà. Có cái này có cá bự nè này mà kéo kéo đẩy con gì dâu gì cá chừng 3-4 kg nghe ha. Trời. Thứ nào chịu nổi luôn. Đỡ gì. Chị chịu đỡ gì nữa. Thắng. Thứ gì cái đây tới rồi. Đỉnh xuống rồi dính à. Không có cá lóc nào có được xem chứ. Trời chiều tao có thông quan rồi. Phải có cá lóc nó nhảy dữ lắm nhảy rồi. Ngủ hả là sổn sổn à. Im ghe
nó rồi là chết. Cái này mà quay YouTube mất nhục. Chưa, cứ từ từ có chốt. Hồi năm ngoái cái miếng đó kìa, hai thằng đổ mà là tới sáng luôn á. Đổ lựa làm không kịp luôn ha, cạn đệ biết lóc chê. Biết cả. Có được một tép. Chốt lấy cái bọc á. Chốt để riêng. Lấy cho cái bọc đi. Ừ, có cái đó. Rồi hai cái dựng đứng lên nha. Rồi đưa dầm. Anh đưa xài xem em chống. Chống là đầu đẳng, cuốn dài ra chứ. Bậy, tép lúa. Ở đây nó có không đâu kiếm tép không. Tép lúa. Không đúng rồi, là vừa tép chấu. Đúng rồi, chấu chấu đi đừng có gông. Ủa. Đúng rồi, là vừa tép chấu đó. Cái gì nước này còn lung láng quá. Mình nói không đâu, nước này theo đặt là... miếng này thì cá này nó dạt qua mấy miếng kia. Ý là mình bao gội hết trơn, bà bên không biết bao gội hết trơn. Như nó ngập đồng mà chưa biết con cá nằm khu nào. Ừ, cái rồi là tới uống. Cái lượng cá năm nay nó ít. Dạ. Nước nó lên nó kiểu nó làm dạng mà... làm dễ. Nước này nước bão lũ chứ không phải là nước lũ, nước bão. Này gì cũng như là văng cái bắt quái vậy. Vòng 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 xẻ cái giữa từ lưa cho thiên la đi giống. Tại đặt này là cũng như là kéo qua xanh quanh rồi mấy chục rồi hả? Ừ. Lâu rồi mới chục dài vòng rồi mới đặt. Chục sao chục xung quanh vòng trước ha. Chục mấy đường đặt trước ha. Rồi bao rồi là muốn phá rúng làm gì đó làm được. Rồi như là ngoài trúng hơn trong ruột rồi. Ngoài trúng hơn rồi nó chạy ra ngoài rồi. Với cái trong ruột này là rồi rồi nó mới đặt nè. Mà sao nó cái giặt đó nó cũng cái lóc nó vô dễ sồn sồn. Hồi chiều ông nói ông mới chọc xong mà nó vô dễ sồn sồn mà. Ừ, là cái giặt đó. Là sớm này chụp rồi quay là ông đổi được cũng mấy cái lóc tay tay không nè. Ông đem về bản nướng nha. Trời đã hết biết. Giặt này thăm đường ngang. Đường ngang là bắt đầu tới bao vòng. Vòng chính là ngồi cái gì luôn, cái đường giữa. Cái này là cái giữa nè. Giữa. Bao khách vòng quánh vòng xong là quánh ra chợ. Ra chợ bán cá xong về chia tiền. Đi nhậu. 150 mà mới. Ồ, đồ trời trời. Mấy cái chạch cơm này mà đi qua chầm chim một cái nha. Săn hàng khủng không á. Lấy gỏng. Chạch cơm đó. Hàng hiếm á. Giờ khó kiếm được mấy gù bự chặt rồi hai gù sáng làm gì tay gung quá vậy chiều ăn cháo không nãy giờ đập hai cò hụt gung tay. Nhớ là hai cảnh đập hai cò cừ đau bụng thiệt chứ đâu ngủ đâu vậy là ổng có ngủ rồi nằm nằm nó ngủ chút mà công thôi lội vòng vòng luôn giết thời gian cũng dính đường con chuột chết tới chuột tới số kệ đi mình phải tiêu diệt nó chuột nó khóa lắm thử thử ba bốn người dí thứ đặt lú ồ có vũ phi cái đầu của nó là không còn cái gì hết. Ốc cối cối không, ốc cổ không. Cái này gô đồng bự nè. 3-4 gô đồng bự, gô gô phi. Thứ đặt lú 12 cái ngục rồi gặp chuột rồi tức lắm. Vô tới dựng đủ rồi. Mà nó kêu bây giờ ông không nhậu thì không cho ông mẻ. Mà nó luộc một bổ ốc, luộc con mẻ. Nó luộc ốc bu vàng này không mà tôi đâu ăn. Ông nội mẹ ơi lên tôi uống nước chứ tôi nhậu mà uống nước đá không à. Con nó bắt ấy tới chừng xỉn rồi ra bẻ bẻ đu đủ ngon luôn mà đu đủ chín không bẻ. Cái này cá nhiều. Cá trắng. Dở làm nghe đùng đùng đá.
xanh quanh, xanh quanh chỗ này. Xanh quanh mới nhiều. Chút hơn trong ruột. Đầu dưới nha, đầu dưới. Chốt có con rô bự, cái này chốt nhiều nè. Con tao nói đó. Ngạo nó sợ nó chốt. Sợ nó tối nay. Chai với đảo vô à. Cái này chai với đảo vô. Cái chốt không à. Mẹ bữa nay mới thật chứ. Đừng hỏi với chai này chúng có chốt. Chúng có chốt không. Mấy cái gô ú ghê, tháng này cái gô mới lướt lên cá mập mà chưa bự không. Ú nu. Mấy cái sặc dở nó vô sớm nó kẹt. Chết. Kẹt đầu. Biết sao là lúc cắt đục đó. Dạ. Rồi cái nó chính giữa nè. Cái nó lên không kịp. Lên kịp. Cái số chính giữa chết. Đó có cá lóc đó. Dạ dở lên có cái nào con cá làm hết hồn không? Chê hả? Đó, cái túi này dữ rồi. Đó. Chê bự luôn. Thấy có cá chê là thấy là thấy chê rồi đúng không? Em rồi đó. À, nó nói cái chê đừng chê nha, chê hãy qua đây. Nào chê chê đâu. Cá đó là kêu bằng cá chợ. Cá chợ. Mà dở ra không thấy cá đó là rồi. Hai cá chê. Ủa, trời ơi, cặp cá chê. Con trắng con vàng hay gì? Trắng vàng, con trắng vô chiều đang nó dính vậy luôn đó, tao không gỡ luôn. Chết luôn rồi. Không chết đâu à. Vàng chứ trắng gì? Không. Con này vàng, con cá trắng đó. Ờ. Te tua trên cái đít. Điện cá chê nẹt. Vàng đó đúng đó. Ủa sao không lấy cái túi ra vậy hảo? Ờ đúng rồi, con vàng đó, con trắng. Nở rồi nở. Cái túi trắng á, lấy túi trắng á, nó ở chung với nhau nên nhìn nó cũng giống luôn. Bông mấy khác. Bông đó, thấy không? Mà mấy dây vàng nhìn ngon nè. U nu à. Túi trắng nào ông thầy? Đâu cái này cả. Túi trắng. Túi xanh đem gì? Túi đó không được. Túi đó lủng túi rồi. Là dở thầy coi, dở coi. Túi trắng bự rồi. Nè đó. Trời. Đó, rồi túi xanh đầu lư chắc thôi lấy đừng có chốt mẹ đi. Cái này cá chốt dữ lắm, chốt rồi, nhóc chốt luôn. Vậy mình lấy đó rồi đừng có chốt nữa. Này có cây gấp ha. Có hả? Ừ. Có gấp luôn đó. Nghe ra. Bỏ đại đi. Chốt. Đi có cái sặc bự thật bá. À, cái sặc thường nó bự ghê. Ừ, hết biết rồi. Bự dục chỗ đấy. Nè. Được rồi. Ê, có con la ga là mệt á. U nu mấy dây vàng thịt không. Trắng bỏ chung luôn ha. Dạ. Ừ. Trắng vàng bỏ chung mẹ luôn, lương lầu luôn. Lương lầu luôn không? Tuyên bố có lương rồi đó. Cái bị để cầm mấy này nè. Chết không? Để rồi xong. Dạ. Dạ. Tông nhận quen bữa nay rồi. Tuyên bố chốt cái này quá trời chốt luôn rồi nè. Không, mấy cái nãy đây đậu cái xuồng nó mắc cỡ không dám vô, nó giạt nó vòng vòng. Đó, sộn sộn đó. Cái chốt gì thiệt quê. Kìa. Cái này chốt cũng nhiều nữa nè. Dính trên đó một con nữa kìa. Đó, xích dưới nè. Chụp. Chết đó. Chụp vô. Cái đó là cái này chẳng đây là mình cái nắm tay nè. Lấy ảnh đi ông thầy ơi. Khúc này có gu phi, cái nào cũng con gu phi. Cái nhỏ nhỏ hôm qua nhỏ. Không hết gì hả rồi. Này. Có gì bự hả bác đó. Này gặp. Chốt trò. Chốt mày. Mà cá chốt mà đâm dính vô tay nó kêu nghe đã nữa. Nó kêu chết về chưa. Bình thường nó ép à. Nói như lần hơ. Ghê lắm. Cái chụp vô
ở dưới nước mà mình nghe luôn đó. Nghe. Lặn dưới hang. Tôi gỡ có cái linh đó nè. Con gán mò chụp vô. Ê, cái linh nha. Hay ông ơi. Cái nhớt con gà là. Cái nhớt gà chứ nghe chăng nghe cái nghe ai người ta kể nó lỗ đít thì gì á. Cái hông móc họng gà má ấp là để vô cá một. Chim tôi gắn hả? Gắn gì? Gắn xuống. Xuống hả? Cái túi xanh đâu rồi à, áo móc thêm cái túi nữa càng nhiều mình móc mẹ đi bụng nữa càng nhiều túi càng tốt. Cái túi xanh nãy á đừng gắn gắn phái cái lũ mới mới nè mới sức chiêu luôn nè cái này mua rất cũng bộn tiền ha 360 ngàn đó mới sức chiêu đủ gắn bự nó hiền khô à hiền nhưng mà nó nó lẹ cái thùng mày hả mày ép mày hả mày ốc con nào nay khách biết thấy qua đây như cái chốt điện qua luồng hay là kiến gì nó kiến đá nữa. Này, tối nay mập con cặc rồi. Cũng khoái. Rất chịu hả? Thấy không im ghê luôn. Không có qua bản. Không qua bản. Rồi giờ nó dưới rồi đó. Không đến nỗi đâu. Ông nói không qua bản thì im ghê ở đây là ngồi ổng nghe. Ổng nghe nhảy là ổng chống quả luôn. Lương con lương hay gì đó lương cái chì vàng nữa kìa ngon càng ngày càng lên đô cái lương chạy lên rồi ông túm cái gì cấp cái chì vàng nè vô mày chốt nè lục kiến cái gầm trên ruộng cũng có cái gầm chứ cái gầm bây giờ cũng hiếm với dưỡng và cái gầm ít đi lại mà thấy cái đầu lú ướt ướt là khoái rồi ở thứ mà đang dở này là lúc mình đó làm đùng làm nhôi cho ha chóp nào cũng làm cho ha nôn kéo tới rồi là cái lóc đó lóc đó cái lóc đó lóc dính là nhảy liền họ bắt không có hàng whip ha nó cắn mà chuột ha giá hai thằng giá biết xéo luôn mẹ nó miệng bích thịt bích được rồi này chơi khiếu với giá vậy khiếu cái giá thì đâu có ra miệng thấy con tốt kia nó cắt á cắt lưới đắp á cũng im á cái này tại vì ở ngoài ruộng nè đâu có lưới không có lưới sẵn ha bỏ mấy tháng ở trong vỏ nè tôi vô vỏ nó cá cái này kia... chốt nhiều rồi, ép nhóc có gù biển nữa kìa hay quá chốt cũng im lắm chứ lắm giỡn hoài sướng cái bồi ha bổi con gù biển nữa kìa chốt có giá ghê chưa trời vậy còn mừng người đó có khi 25 có mới 25 nha. Còn đặt chấu nữa nè. Cái chú còn 20 chiếc còn 18. Cái nâu vậy mà sao có giá quá trời đó. Cái nâu hiếm. Thôi tao cho mày ấy đi. Để chắc. Rùa biển. Nâu nước mặn ăn ngon, nâu nước ngọt. Càng hiếm nữa nè. Vô mày. Chiều muốn bắt lên bây giờ ở trên chợ là trăm mấy ngàn ký đó. Mà cái nâu nuôi không ngon. Nâu vuông á mới ngon. Cái nâu nuôi mà cũng tùy tùy khu vực nha. Lúc đó xuống sông Đốc thôi ăn ngon. Để coi. Sông Đốc ở bên đó là để coi đâu tiêu quên nè. Mới mua hổng vậy cho bà. Ngon. Dạ. 70 ngàn ký còn chút không? Chút không? Phi nhỏ này nè. Đó đó, lóc đó. Ừ. Bạch. Đại số về cá nâu nuôi nhiều bán ngon có giá quy hiện gì bạch sạch cái chốt cái nóc
cá này nóc rồi, nóc ao chốt này nó cỡ một ha, nó không bằng mấy con chốt ngoài sông ha. Cả mấy con chốt ngoài sông mới đã, con nào nấy con tạch cái. Đây thì chốt trên mình có lăng hơ, đâm con nào đâm cũng sướng hết trơn. Ốc bu vàng này mà xiên xiên để ra kho sát cũng ngon. Ngon lắm chứ, giỡn hoài. Này cá sặc nhiều nè. Lấy răng đồ ra đó. Ngon lắm. Xào cái đọt nhắn lòng ha. Quéo quá. Trứng ha, cái trứng với đọt nhắn lòng hay vậy đó. Nghe nói thôi nghe, chưa chưa biết nhưng mà cũng không có dám thử luôn nữa. Sao dám? Quéo quá xong luôn à. Là chết mẹ nó cho rồi. Thiệt chứ bộ. Nếu mà bây giờ mình chưa quéo mà vợ còn bận tầm bậy tầm bạ ha. Mà thứ mà mình quéo rồi vợ nó sửa sạn cái mướt lắm. Trời, cũng... Lúc đó chân miếng chảy chứ làm gì được chứ. Làm vậy rồi tất cả tự dặn chết rồi. Nó không có đi gì chứ. Trời ơi, lỗ giá. Rồi mày. Chuyện cái gô nó xịn quá anh nha. Ừ. Mày giá là chứ ai. Gô xịn, thấy cái gỗ lóc lên trên rồi đó. Đây. Trời ơi, vậy mà xịn. Hồi năm ngoái, con nào cũng thấy. Gấp đôi con này. Mùa này, cá này luôn. Hôm nay nước lên trễ mới lên, ra đâu có bao nhiêu đâu. Cá nó chưa lớn. Vô mày, mới lên nước này, nước rồi. Lên hôm tháng, đâu hết tháng 8 hay gì á. Chứ hết tháng 7 hay gì á. Nó mới lên. Cái này nhà hảo giá. Bởi vì xui ha. Ít cá. Dòm. Thôi này xui giá. Để con đắt trong đâu xuống. Không mệt. Chạy xa chạy chiên qua chiên lại nha. Rồi biết. Nhớ không? Tao sợ mày quên á. Ờ. Nghĩ thôi cũng cái hàng năm rồi đó. Hàng năm nào cũng vậy chứ. Làm sao hổng về tóc cơ không chắc lại à. Vậy gì mới đặt nó rồi. Phi dở lên nó nẹt bạch bạch không nhảy chùm chùm. Nhảy chùm chùm là ngon, nẹt bạch bạch. Có cái chì vàng kìa. Má không khỏi ông này hay thiệt mẹ ơi. Ông nói đêm nay mấy mày kìa. Có chừng yên cách chì vàng. Tao lấy em. Rồi cái này ba con cua phi luôn ơi. Chì vàng chắc bán, chì vàng chắc bán có giá hơn lóc hả? Nó hơn cái lóc. Hơn lóc xiền ngon hơn. Đúng rồi, cá nó là rồi. Trời ơi con này. Chịu tính luôn. Vô mày. Hết rồi con. Dũng sao mới hỏi ông Kha cái chị vàng giá nhiêu vậy Dũng? Không hỏi thì nói vụ cá mòn. Cá mòn thì sao? Cá mòn mình không có đem về gì đó. Cho nó hay gì đó. Đặng nó khỏi kêu người ta. Nó không khỏi chị ấy. Còn cá chợ này lúc này đâu có đụng hàng ai đâu mà. Cho hay chị nó cũng biết mà. Có ai trời ơi cáo phim đó. Nghe tẹt 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 là sổn sổn sổn. Nó mà tiền bạc gì. Chê ha, cô Phi chê ha, chảnh trời, cô Phi kiếm không ra luôn. Anh chảnh hả? Ở gì? Chê. Nhỏ bỏ ba cái mồi thiệt á. Ở gì? Nó nhỏ bỏ ba cái mồi nghe hảo ơi. Ở đây nhiêu nè. Mấy chục. Cá Phi bự bự nó cả. Cá Phi và bự 15 đó. Cô giá ghê không? Ê, cá chê hay vậy? Hồi con cá sặc ông nội ơi. Gần lai. Gần lai rồi. Con đó bị con muốn ăn của lạ. Con đó muốn ăn của lạ bởi vậy nó lai cái sặc tự động mình thấy gì rồi. Ngon lành thịt không, vậy cui. Dũng, rồi cá phi sao? Bỏ chung lại cái ngô được không? Cái ngô đồng mình à. Cá phi bự á. Thì cá bự đâu có nhiêu con. Còn nhiều quá bỏ với pha sạp. Cái phang đó đó. Đâu sao đâu. Dục quên xuồng nó có nước nó đâu chết đâu. Nó đâu chết. Mà chết cũng căng được chị. Nó đâu có là nó đâu giao vụ mà tôi chết hết. Miễn cá bự là căng. Ốc nãy không. Anh này chiên chạy đồng không à? Chạy đồng không anh không xuống sông nữa. Không xuống sông.
nhìn cái lú rồi biết không xuống sông rồi. Chiên đồng. Đi đồng không à, đi đồng với kinh. Đồng kinh gạch nhỏ. Okay. Năm nay lo đi thuốc với người ta từ ngày mà xả cho này nè, xả cho hè thu đó. Rồi là nghỉ cái cắt rồi cái đi xuống băng chớp tao được 3-4 đêm. 4 đêm được đâu 5 đêm, đâu giờ chịu ngoài. Nó đẩy 3 cái. Ồ, cá lóc mà thấy nó chết luôn. Nó đẩy 3 cái rồi nghỉ luôn đó. Mắc hả? Ừ. Ở nay mình đặt con kinh vậy đó. Mà không lấy đầu trên đâu, lấy cắt thẳng cái vỏ mình ngủ như là 3 cái. Dạ. Và nó cuốn 3 ca 2 ca 3 cái luôn. Cá lóc mới ngọt, vô xịn nè. Nó đặt chơi đó. Gì đó. Biết ruột. Bữa đó trời mưa dữ lắm. Chù mày. Họ chỉ vô rồi cái cũng nghĩ vậy kìa, con đó mình đặt từ 200 g nè. Mà cho mày tới ký mấy. Chết ngắt. Đặt con nhà con ba con bữa đi câu dính. Con ba câu dính là giờ. Ủa, ba câu dính hả? Dính. Đi câu con hồ dính luôn á. Đã vậy. Kéo lên tính cua biển mà nó chạy chạy cua biển cái gì đâu gây gì ông nội. Là ủa, cái mù trắng trắng đó. Trong hồ người ta hay gì? Đi hồ câu hồi vụ à, cá dạ, dạ. Ủa mình dính mình được thấy hả? Lụm luôn. Hồi vụ lụm mà vé hả? Câu dạ. Mình lụm đó ha. Cá là cá nó đâu ngoài vô á. À. Chứ con cua ba chứ nó đâu có nuôi. Hồ ta nuôi cá cha này kia. Sặc mập mập. Chốt nè. Rồi năm rồi cái đổ. Chốt nè. Đổ cái lửa thao là lửa thấy mà cú nội. Lửa đuối luôn. Năm nay không có đủ lửa lửa luôn. Con ái mà vừa cuốn nha, vừa tôi chắc cây lên nha, mà tôi quay lại tôi lừa tiếp nữa đó. Không kịp nữa đó. Không kịp nữa đó. Với khả xù luôn. Rồi thấy im không im là đổ ụp luôn á. Nghỉ thầm lửa luôn đó. Nghỉ luôn đó. Bỏ luôn đó. Lấy bắt cá chợ thôi. Ập vô lửa cá bự rồi, tính rồi. Với cả thằng em vợ nó điện. Ngồi chưa, trời ơi, ông nội sáng rồi. Nó con điểm rồi, còn ở ngoài ruộng nè. Thăm lâu là ngon, không nói gì. Hai cha con, bả đi con lương cắm câu, bữa nào mà thăm thấy về trễ là rồi đó, ngon rồi đó. Cái nghề bà cậu này vậy đó. Còn ra bà chút xíu về là rồi. Đủ ăn. Lương ngáo rồi. Thôi để cho chị lên đi hả dễ. Đù lương trọng á. Đù lương ngon. Im. Được con lương. Để tiếp cái Hảo ơi. Trời ơi trời. Vậy. Trời ơi trời. Dạ là mà mình chỉ mình á. Cá chốt. Trời ơi nó mà chuyên gia là không, là trước nó thử cá chê rồi chứ nãy thử cá chốt. Nhầm quỷ gì ba á. Nhớ năm rồi xuống thăm xà di. Mới vô cái đầu tiên à. Cái gì vàng giòn cá chê trắng chuyện giò cái lóc anh ta chụp vô lúc két lúc nhạnh. Về hết ăn đám dỗ luôn. Về đám dỗ cầm đũa đâu nổi đâu. Ý là quất lần thuốc rồi đó. Lấy muỗng múc không về ông lên thử đồng thấy được nguyên ngày. Sướng hút nách luôn đậu gì nữa. Nhức nách luôn. Nhức nách luôn. Bằng lưng cái gì mà thầy chuyện thấy chuyện nó chạy đù vô cá lóc. Cá lóc hả? Lóc. Như vậy. Đó, con gỗ rồi đó. Con ếch đó hả vậy? Con cá chê. Ôi, không phải cá lóc, con cá mày dính. Trời trời. Trời ơi, trời ơi đi đâu không gặp mày dính gì gì. Dính bự. Giặt ngoài đó mà. Cá tới này chúng nè. Bảo đảm luôn cá tới vô vách nè. Nó vô vách đó. Trời ơi mà dinh trà bá. Sao thấy ở đâu rồi trời. Đầu dưới gì vậy. Rồi chị không ổn đổ gì rồi mà. Ừ mà dinh. Mà dinh ăn ngon thiệt luôn á. Mà chịu ăn con mà dinh béo bạc cố luôn. Béo thiệt. Có lúa nè. Dạ. Ăn đủ mồi. Chịu ăn con kia béo ghê hồn luôn. Xem nồi cháo quá trời. Quá trời nồi cháo. Vinh nó để hồi lụm bớt vô. Vinh vậy đó, Vinh tôi là 30 đó. Cả đó 30. Ba
này nhìn nhìn vậy là bự chút nữa 40, bự chút nữa 50, 60, bự chút nữa 70. Kìa kìa trong chổng nó chớp chớp kìa. Mà chỉ riêng biệt có sắc lát hả? Đủ. Tôi với dạng mà bắt bán mới được vậy nghe. Chứ không ai bán được. Cũng đi bán lẻ đó chứ. Vậy là càng hai cái sao để giữa nghe không à. Được rồi đó. Sắc lát luôn. Sắc lát thì vô chịu lắm. Có coi rồi. Là nghía trước rồi ha. Nghía trước rồi nè, đi coi tham quan mà. Ồ mà vậy nhóng lên vậy mà vẫn còn đâu. Sắc lát không đi. Cái chè đi đây. Con về con lệch hay vậy? Lệch. Con lệch. Lệch lệch. Tại sao cho lên hay vậy? Xuống mẹ luôn đi. Lệch dễ bắt mà. Gấp được không? Ở chiêu sao gấp mà. Lệch nãy mới nhắc lệch đó. Ghê lóc mít nữa kìa. Nãy ngồi nói cái câu nhắc lịch. Dính lịch thiệt. Nãy có nhắc con gì bự ta như nhắc cá sấu không? Cá sấu. Này căng à. Mời coi hỏi coi tính là sao không có dặn con cá sấu ơi. Mời quất cá sấu thứ già nè. Cua nè, cua vô ốc đi ha. Lóc đâu, lóc đâu. Sụn. Em kêu anh dạng ấy chứ Dũng. Làm lết người ta mua cái xấu á, người ta thải xong nó phóng lên. Chiều bàn rồi đó. Rồi phóng luôn. Rồi phóng luôn. Rồi phóng theo nó luôn đó. Rồi phóng xong rồi, hiểu phóng sinh rồi đó. Phóng xong. Mé ngon quá, không có lóc dở nè. Cặp này nó ít chắc. Ít. Có con lươn nữa kìa. Lươn lươn. Cái chốt chà bá luôn. Trời ơi, ba bốn cái chốt bành bành luôn. Chốt cối luôn. Ngu phi hai ba con. Lương lương luôn nha. Lương vô mày. Ôi rồi mấy cá chốt, tới cá chốt luôn. Một chốt, hai chốt, ba chốt. Rồi rồi. Tép nữa kìa, tép chấu kìa. Ở mấy cá gô đồng bằng mấy cá gô quy đã không ta. Thứ nào chịu nổi luôn. Đụng nãy giờ cái chốt hơn nửa ký rồi. Rồi kết thúc đường ngang. Giờ tới quánh vòng. Vòng tới đây là hết rồi ha. Tới đây là gì ạ? Chỉ còn ba bên không biết đó. Giờ đánh vòng ngoài, nãy giờ đánh vòng trong, giờ đánh vòng ngoài.